Dạ em chào quý khách ạ. Hôm nay em review một nền đất thổ cư tọa lạc tại khu phố Phước Hưng của thị trấn Cần Giuộc. Đây là tuyến chánh của quốc lộ 50. Đây là mình đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 30 phút mà. Còn là mình đi thẳng về dưới là thị trấn Cần Đước. Đây là tuyến chánh của quốc lộ 50 của thị trấn Cần Giuộc nha. Phía trước là đường mặt tiền mình vào đất. Cô chú anh chị theo chân mình review vào tới đất. Đất mặt tiền. Đây là quốc lộ 50 nè. Đây là quốc lộ 50. Còn đường này là đường mình vào đất. Đất nằm trên mặt tiền nha. Đây Trường Long. Mặt tiền đường lớn. Xung quanh đất nhiều tiện ích. Khu dân cư đông của thị trấn Cần Giuộc. Đây là mặt tiền đường vào đất, đường lớn nha. Mặt tiền đường lớn. Xung quanh đất nhiều tiện ích, có trường học, trạm y tế, đèn đường, camera xung quanh đất đầy đủ. Đây là trường học nè. Trường tiểu học của thị trấn Cần Giuộc. Từ quốc lộ 50 mình review vào tới đất tầm khoảng 1 cây số. Đất thổ cư nằm trên mặt tiền đường lớn luôn, với diện tích là 1.416 m² thổ cư và 112 đất vườn, tổng diện tích là 528 m² với giá bán là 17 triệu 1 m². Đất nằm trên mặt tiền đường lớn nha. Tọa lạc tại khu phố Phước Thuận của thị trấn Cần Giuộc. Đây là ngã tư đường Nguyễn An Ninh giáp với đường D Trường Long. Từ quốc lộ 50 mình review vào tới đất tầm khoảng 1 cây số với diện tích là 528 m², đất mặt tiền với giá bán là 17 triệu 1 m². Xung đường vị trí đất mình nằm gần Sài Gòn View nha. Đây là hướng vô Sài Gòn View nè. Tiền đường lớn. Đây mình tới đất mình rồi đây. Đây tới đất mình đây, đất bao hàng rào đầy đủ nha, ok luôn. Đây đất của mình nằm ngay vị trí mặt tiền luôn, mặt tiền đường lớn. Đây mặt tiền đường lớn. Ngay mặt tiền đường lớn. Đây mặt tiền này mình chạy thẳng ra quốc lộ 50 tầm khoảng 1 cây số. Mặt tiền xe tải. Vị trí đất mình nằm ngay đây. Xung quanh đất là tường làm hàng rào hết á, đầy đủ có cổng luôn. Diện tích là ngang 10 m. Phía sau đất là nở hậu nha, nở hậu 13 m mấy.
đất quá đẹp luôn. Về đây xây nhà vườn khỏi chê luôn. Trước trước đất là mặt tiền đường xe tải lớn nữa. Đây, xung quanh đất làm hàng rào, làm hàng rào bê tông. Đây. Đất quá đẹp quý khách ơi. Khách về đây mua làm nhà vườn xây ok đâu. Phía sau đất là toàn bộ thổ cư hết, là 416 m² á, thổ cư. Còn phía trước là 112 m đất vườn. Là tổng diện tích cái miếng đất này là 528 m² á, với giá bán là 17 triệu 1 m². Còn thương lượng nha. Đất mặt tiền. Xung quanh đất nhiều tiện ích. Có trường học, trạm y tế. Đất quá đẹp. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem trên kênh video của Bất Động Sản Long An. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.